Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách tự làm bánh thẻ tại nhà bằng điện thoại rất đơn giản. Đầu tiên, đối với điện thoại iPhone thì vào App Store, đối với điện thoại Android thì vào Google Play. Mình sẽ gõ cái từ khóa là NID như thế này, tích chọn, tiếp tục cài đặt ứng dụng này. Đây là biểu tượng ứng dụng này, bấm cài đặt. Ứng dụng khoảng 13 MB thôi nên việc tải và cài đặt rất là nhanh, ứng dụng rất là nhẹ. Mình chờ trong giây lát. Sau khi cài đặt xong, bấm mở, bấm cho phép. Đây là giao diện chính của ứng dụng. Bây giờ các bạn có thể chụp ảnh thẻ trực tiếp thì các bạn tích chọn vào một máy ảnh này. Còn các bạn muốn tạo ảnh thẻ từ ảnh có sẵn thì các bạn chọn vào một tấm ảnh này. Ví dụ ở đây mình sẽ tạo ảnh thẻ từ ảnh có sẵn thì mình sẽ tích chọn vào một tấm ảnh này. Tiếp tục mình sẽ chọn lên lưu bức ảnh. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn bức ảnh này. Tiếp theo tùy vào mục đích tạo ảnh mà các bạn chọn tính năng tạo ảnh tương ứng, như ảnh làm hộ chiếu này, ảnh làm sở hữu lý lịch, bằng lái xe, tập quán này. Ở cái mục ảnh tập quán này các bạn tích chọn vào biểu tượng hình chữ nhật này. Mình có thể chọn tỷ lệ kích thước theo ý mình. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn tạo ảnh để làm sở hữu lý lịch, đó là tỷ lệ ảnh 3:4 này. Bây giờ mình sẽ sử dụng hai ngón tay để chỉnh sửa bức ảnh của mình sao cho nó khớp với phần khung viền màu xanh như thế này. Khi cảm thấy được rồi thì các bạn tích chọn một cái mục là chỉnh sửa ảnh nè. Tích chọn. Tại giao diện này các bạn có thể thay đổi độ sáng, độ bố hòa, độ tương phản cho bức ảnh với các biểu tượng tương ứng như thế này. Độ bố hòa nè. Độ tương phản nè. Nhưng ở đây mình sẽ để nguyên ảnh gốc. Tích chọn vào cái mục cài lại nè. Bấm đồng ý. Tiếp tục mình sẽ tích chọn vào cái mục chọn nền nè. Ở đây mình sẽ chọn nền xanh. Sau đó tích chọn vào cái mục tạo ID ảnh. Tiếp theo mình sẽ chọn vào cái mục lưu ID ảnh để lưu bức ảnh này vào máy. Như vậy là xong. Bấm trở về màn hình chính nè. Vào thư viện nè. Và đây là kết quả nè. Và cách tạo ảnh khi chụp ảnh trực tiếp các bạn cũng làm tương tự như thế này. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.